Rò rỉ tin nhắn riêng của Trường Giang nói thẳng chuyện đá xoáy giải thưởng của Xuân Bắc. Sự việc đang gây tranh cãi lớn thì Trường Giang không chính thức lên tiếng mà lại nhắn tin cho bạn thế này, ai ngờ lại bị lộ. Vừa qua ngày 7 tháng 9, lễ trao giải VTV Award 2017 chính thức diễn ra và trao giải cho nhiều diễn viên, nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ hài ấn tượng đã được trao cho nghệ sĩ Xuân Bắc. Đáng nói là trong số các nghệ sĩ, có danh sách đề cử chung hạng mục này là Trấn Thành, Công Lý, Hoài Linh, không ai lên tiếng. Riêng Trường Giang thì lại bày tỏ quan điểm trên Facebook và đã gây ra khá nhiều tranh cãi. Cụ thể, kết thúc lễ trao giải, Trường Giang đã viết dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Facebook. Giải thưởng là niềm vinh dự, nhưng rồi khán giả sẽ quên. Điều họ không bao giờ quên là nhân cách và tài năng của một người nghệ sĩ. Bên cạnh những người động viên danh hài xứ Quảng, thì nhiều người ngay lập tức đã phản hồi gay gắt, cho rằng danh hài miền Nam đang đá xéo sân si vì người nhận giải năm nay là Xuân Bắc. Trường Giang chia sẻ trên Facebook sau khi không nhận được giải. Câu nói của anh gây ra nhiều tranh cãi. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng, Trường Giang hoàn toàn im lặng nên mọi phương diện. Tuy nhiên, một người bạn của danh hài xứ Quảng đã chia sẻ cuộc nói chuyện với Trường Giang, tiết lộ sự thật về những lời được cho là đá xéo người khác. Trong phần nhắn tin, Trường Giang nói là đăng Facebook để an ủi Nhã Phương, không ngờ lại bị cho là đá xéo. Bạn gái Nhã Phương của anh năm nay cũng để vụt mức giải thưởng nữ diễn viên ấn tượng vào tay Bảo Thanh, sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên, Nhã Phương cho biết cô không bất ngờ với điều này và cảm thấy kết quả như vậy là xứng đáng. Trường Giang là một nghệ sĩ hài hoạt động rất năng nổ và được nhiều người yêu mến. Anh không được giải khiến nhiều fan tiếc nuối. Năm nay, Nhã Phương cũng bị vượt mức giải thưởng. Tranh cãi khi Xuân Bắc vượt mặt Hoài Linh và Trường Giang. Lễ trao giải VTV Award năm nay vẫn còn nhiều bất cập quanh giải thưởng và khâu tổ chức. Lễ trao giải VTV Award 2017 khép lại vào tối 8 tháng 9. Giải thưởng năm nay được trao phần lớn cho dàn ekip của phim Người Phán Xử với hai giải quan trọng, phim truyền hình ấn tượng và nam diễn viên truyền hình được yêu thích. Nhiều ý kiến đồng tình với thắng lợi của bộ phim truyền hình gây sốt này. Bên cạnh đó, các tranh cãi quay giải ấn tượng VTV năm nay vẫn nổ ra. Xuân Bắc vượt qua Hoài Linh và Trường Giang. Ở hạng mục nghệ sĩ hài được yêu thích nhất, Xuân Bắc giành chiến thắng khi có số phiếu bình chọn vượt qua hai đối thủ sừng sỏ Hoài Linh và Trấn Thành. Trên bục nhận giải, nam danh hài xúc động gửi lời cảm ơn và chia sẻ những cố gắng nỗ lực không chỉ của riêng anh mà của tất cả anh em nghệ sĩ. Vì vậy, Xuân Bắc muốn giải thưởng này là giải dành cho cả ekip đã cùng anh làm việc. Trên cộng đồng mạng, những tranh cãi nổ ra ngay sau khi Xuân Bắc được xướng tên. Các fan của Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang đồng loạt phản đối giải thưởng này. Trên Facebook, ba nghệ sĩ hài này đều có lượng fan hùng hậu vượt xa Xuân Bắc, Trấn Thành. Hoài Linh có từ 10 triệu đến 11 triệu người thích và theo dõi Facebook cá nhân. Độ phủ sóng của hai danh hài phía Nam trên các game show truyền hình chiếm thời lượng nhiều hơn đồng nghiệp Xuân Bắc. Trong thời gian bình chọn ở vòng loại cho đến top 5, Trường Giang thường xuyên dẫn đầu, kế đó là Trấn Thành và Hoài Linh. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Trường Giang bất ngờ chia sẻ trên mạng, nam danh hài viết lên trang cá nhân. Giải thưởng rồi khán giả sẽ quên, điều họ không bao giờ quên là nhân cách và tài năng của một nghệ sĩ. Mẹ chồng Lan Hương không được mời tới dự giải. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương được yêu thích qua vai bà Phương mẹ chồng trong phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng. Đây là phim ăn khách thứ hai sau Người Phán Xử và chiếu cùng thời điểm. Tuy nhiên, nghệ sĩ Lan Hương không có mặt tại lễ trao giải VTV Award năm nay. Liên hệ với nghệ sĩ, bà cho biết vài ngày trước, bà có được mời tới buổi quay trailer giới thiệu lễ trao giải. Tuy nhiên, bà không được mời tới dự lễ trao giải tối ngày 8 tháng 9 tại đài truyền hình. Bà cũng chia sẻ, muốn giải thưởng này dành cho lớp nghệ sĩ như Bảo Thanh, bởi đây sẽ là động lực để các diễn viên trẻ có tâm huyết với nghề. Lễ trao giải năm nay không được tổ chức quy mô như những năm trước. Địa điểm tại trường quay của đài truyền hình khá chật chội so với số lượng nghệ sĩ, khán giả tới dự của các năm về trước. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cho rằng, vì không gian chật hẹp nên chắc bà không được mời tới dự. Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến người hâm mộ thấy thuyết phục. Thiếu gia Phan Hải Việt Anh vắng bóng. Tại lễ trao giải, nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất thuộc về ông bố Hoàng Dũng, người đóng vai Phan Quân. Trên thực tế, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã chiến thắng với giải thưởng này, xứng đáng với tình yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, giải thưởng của nghệ sĩ Hoàng Dũng cũng gây tranh cãi. Trong một bộ phận cư dân mạng là fan của nam diễn viên Katio, ngôi sao người Hàn Quốc được lọt đề cử top 5 diễn viên truyền hình ấn tượng nhờ vai diễn trong Tuổi Thanh Xuân 2. Mặc dù trước khi công bố giải, Katio luôn nằm trong vị trí đầu bảng,
nhờ lượt bình chọn lớn từ fan Việt, nhưng tới ngày trao giải anh lại trắng tay. Thành Trung nhận giải MC truyền hình gây tranh cãi. Từ một danh hài, Thành Trung chuyển hướng sang làm MC. Anh từng gây tranh cãi vì việc bị chê dẫn nhạc kém duyên trong The Remix. Năm vừa qua, Thành Trung được đảm nhận vị trí cầm mic cho chương trình Sasuke Việt Nam. Anh vượt qua nhiều đối thủ để giành giải MC truyền hình được yêu thích nhất. Việc Thành Trung nhận giải cũng gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đây được xem là thành công với một người đá trái sân. Tuy nhiên, nhiều gương mặt triển vọng và được đồn đoán sẽ ẩm giải như Thủy Vân, Xuân Bắc, Trấn Thành đều bị trượt giải. Trước đó, tới đầu tháng 8, Thủy Vân đã vươn lên, giành vị trí đứng đầu lượt bình chọn cho hạng mục người dẫn chương trình truyền hình. Việc Thành Trung vươn lên dẫn đầu khiến các fan của đối thủ thấy không thuyết phục. Nhã Phương trắng tay tại giải VTV Award. Mặc dù xuất hiện trong đề cử giải thưởng, nhưng ngôi sao này lại về tay trắng. Nhã Phương một mình tới dự lễ trao giải khiến nhiều người đồn đoán cô sẽ giật giải nữ diễn viên truyền hình ấn tượng. Trước đó, ngôi sao tuổi thanh xuân thường xuyên dẫn đầu trong lượt bình chọn nhờ lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, giải thưởng này đã thuộc về Bảo Thanh của phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi cả Nhã Phương và bạn trai cô là danh hài Trường Giang đều không được giải năm nay. Năm ngoái, Nhã Phương cùng bạn diễn Katio thắng đậm tại VTV Award nhờ thành công của phim Tuổi Thanh Xuân phần 1. Vụ Ngọc Lan quát cảnh sát giao thông, người nổi tiếng đừng tự hủy hoại mình. Tại sao nỗ lực để xây dựng cho mình một hình ảnh đẹp đẽ trên màn ảnh, trên sân khấu, trên truyền thông, rồi lại tự tay hủy hoại hình ảnh đó chỉ vì một phút nóng nảy ngoài đường? Năm 2011, khi góp công đánh sập tờ báo lái cải nghe lén của các ngôi sao New Up The World, tài tử Hunren đã đối mặt với câu hỏi thú vị từ nhà báo của tờ này. Tôi làm việc cực lực, nhận lương vài chục nghìn bảng. Còn các ngôi sao như anh, đóng phim kiếm vèo vèo hàng triệu bảng, nên anh cũng đánh đổi quyền riêng tư của mình chứ. Tương tự, thêm một thứ cần đánh đổi là quyền cư xử xấu xí ở nơi công cộng. Ai cũng muốn thành sao, nhưng không phải ai cũng biết cách làm một ngôi sao. Sự việc của Ngọc Lan khiến công chúng nhớ lại trường hợp của Trang Trần năm 2015. Đó đều là khi người nổi tiếng đối mặt với một số sự cố khiến họ không giữ được bình tĩnh. Trường hợp nhạy cảm dễ khiến người ta cư xử không đẹp. Cả hai trường hợp Ngọc Lan và Trang Trần đều mất hình ảnh. Tại sao cãi tôi? Đúng cái gì? Đúng ở chỗ nào? Ngọc Lan quát vào mặt cảnh sát giao thông. Còn hồi năm 2015, Trang Trần dùng nhiều câu tục tiểu liên tiếp để chửi cảnh sát cơ động. Cả hai đều vướng phải những điều tối kỵ trong cư xử ở nơi công cộng đối với người nổi tiếng. Bị cảnh sát giao thông tiếp còi xử phạt là hoàn cảnh vô cùng phổ biến mà bất cứ ai cũng đã gặp vài lần. Nhiều người rút được kinh nghiệm, sao cho vẫn chịu phạt nếu có lỗi nhưng không dính vào cãi cọ và đặc biệt không lớn tiếng trước đông người. Vì khi một người quát lên như Ngọc Lan, bị cảnh sát giao thông nói là tôi chưa gặp ai như cô ta, dư luận xung quanh sẽ rất khó phân định đúng sai, chỉ thấy người đó đang cư xử thiếu văn hóa. Năm 2014, dư luận Philippines từng dậy sóng vì MC truyền hình nổi tiếng Billy Crawford say xỉn, gây rối ở nơi công cộng và bị cảnh sát bắt về đồn. Trang báo đã phỏng vấn nhiều ngôi sao của giới giải trí Philippines về cách cư xử của người nổi tiếng. Hầu hết đều đồng ý cho rằng phải chấp nhận những ràng buộc và giới hạn. Nam diễn viên Ronnie nói, không may cho những người nổi tiếng là họ không thể vô danh được nữa. Vì vậy, họ cần nhận thức những lời giới hạn. Còn nhà văn John nhận định, không ai hoàn hảo, những người nổi tiếng nên hiểu rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đừng biến mình thành trò cười hoặc đối tượng kỳ thị của công chúng. Khi một người nổi tiếng lấy lý do tôi nóng tính, tôi thẳng thắn, hay đó là con người thật của tôi không giả tạo ra để biện minh cho lối hành xử không đẹp. Thực chất họ chỉ đang thiếu chuyên nghiệp, bởi cần phân biệt giữa nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ hay người mẫu, khái niệm chỉ nghề nghiệp, và ngôi sao, khái niệm thuộc showbiz. Khi làm nghề, họ có quyền bung tỏa, phá vỡ các nguyên tắc và vượt qua những giới hạn để thể hiện tài năng và cá tính. Còn khi trở thành ngôi sao, họ phải chấp nhận bị ràng buộc bởi những nguyên tắc ứng xử trước công chúng. Và cuộc sống của họ không còn là chuyện riêng nữa. Đôi khi, họ chủ động bán chuyện riêng tư. Đôi khi, chuyện đời tư đó tự lộ ra ngoài, không theo ý muốn. Đoạn clip to tiếng với cảnh sát giao thông của Ngọc Lan bị tung lên mạng ngoài ý muốn. Như một hệ quả của sự nổi tiếng, nếu cô không phải là diễn viên người đẹp và đại gia, sự việc đã chẳng ầm ĩ đến thế. Nhưng thực tế này chẳng có gì sai, bởi người bình thường đâu phải ai cũng cần có những điều kiện sống mà cô đang có. Cư xử văn hóa cũng là tôn trọng khán giả và chính mình.
Nhiều ngôi sao lầm tưởng rằng to tiếng phản ứng là cách họ thể hiện cá tính, bộc lộ quan điểm sống như cách đề cao chính mình. Thực tế là ngược lại, họ càng thể hiện bản thân một cách cực đoan bằng những cách thức thừa cá tính, hình ảnh của họ càng khó chấp nhận trong mắt công chúng. Tiết chế để giữ hình ảnh có văn hóa và sang trọng hơn, hay buông thả cách cư xử theo tính cách và nhận về sự ác cảm. Từ mỗi ngôi sao có câu trả lời của riêng họ và mỗi lựa chọn đều được có và mất. Các ngôi sao thường nói quan trọng nhất với họ là khán giả và tình yêu của khán giả. Nhưng ý nghĩ về khán giả ở đâu khi họ sẵn sàng chửi tục và la lối nơi công cộng? Nếu ý thức được rằng khán giả luôn theo dõi những hành động của mình, có lẽ họ sẽ hành xử khác đi.